Mày đấy. Chạy đâu vậy? Cháu vừa sang bên Hải Đường vậy. Sang lấy ít rau đem đi Hà Nội. Đem lên ăn. Vừa cho đậu đi nữa. Cậu đi. Dạ. Cái thằng cậu đi. Cậu đi hôm trước rồi. Cậu lên trước cái làm rồi. Chiều nay có mỗi cháu chị Thơm với lại bác Phụ ở đầu ngõ nhà cháu ấy. Với lại thằng con nhà chị Nụ nữa. Cháu ngoại bác Công. Xe 4 người. Ra ngoài này ngồi cho nó ấm nhỉ, ngồi trong nhà lạnh lắm không ạ? Bác là khéo này đi ạ. Chắc này đi, anh Thành về đón này đi đây. Thế chưa? Ở được 40 ra ngang. Ăn hết đi. Khoanh tay ạ cụ đi lên. Ạ cụ đi tí nữa cho còn đi về. Ừ, quay vào đây ạ cụ mà. Quay vào đây. Ạ quay vào cụ ạ chứ. Kìa, chị Chi gọi đi vào kia chơi kìa. Vào chơi với chị Chi, nhanh lên. Đấy, vào đây chơi chị. Vào chơi chị. Đấy, vào đây chơi.